Alo, 1, 2, 3, 4. Vâng, chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị sau đây tại sân 3 sông đá trung tâm của Anh Khoa sẽ diễn ra một trận đấu mang tính chất đánh dấu một sự kiện 1 năm thành lập của một đội bóng đã, xin lỗi quý vị, 8 năm đã thành lập và duy trì đội bóng trong một khoảng thời gian là rất ấn tượng. Đội đó, bóng đó mang tên FC Cô Đô. Ngay sau đây hai đội bóng sẽ ra sân để chào khán giả trong trận đấu đầy ý nghĩa ngày hôm nay dành cho Cô Đô FC. Vâng, thưa quý vị, một thông tin nữa cũng vô cùng quan trọng mà chúng tôi mới cập nhật được, đó là hai đội bóng đều sẽ tạo ra một trận đấu mừng sinh nhật chính cho đội bóng của mình. Đó là phố Uyên và các thủ Cô Đô FC. Một quãng đường, một chặng đường 8 năm các thành viên đã cùng đồng hành, cùng tạo ra những niềm vui trên sân đấu. Và ngày hôm nay chính là ngày đặc biệt nhất dành cho hai đội bóng phố Uyên và FC Cô Đô. Trước khi chúng ta đến với không khí của trận đấu giao hữu mừng sinh nhật, thì sau đây sẽ là những tình cảm, những món quà chúc mừng đến từ những đội bóng bạn. Xin được giới thiệu FC Đoàn Kết gồm các thành viên: Chủ tịch Hiệp Nguyễn cùng với Duy Quang và Trung Đại đang chờ ra sân để dành những tình cảm chúc mừng lãng hoa tươi thắm, chúc mừng cho dịp sinh nhật lần thứ 8 của cả hai bên, của cả hai đội bóng chúng ta. Thay mặt tập thể hai đội bóng phố Buôn và FC Cô Đô xin được cảm ơn tình cảm của anh em FC Đoàn Kết và xin được chúc cho những tình bạn, tình cảm của tất cả các đội bóng nói chung và tất cả các đội bóng chúng ta biết tới Đoàn Kết và Cô Đô sẽ luôn là gắn kết qua tinh thần của thể thao. Xin được trân trọng cảm ơn một lần nữa. Và lúc này xin mời hai đội bóng chúng ta sẽ làm thủ tục trước khi đến với những diễn biến của hiệp đấu đầu tiên, một trận đấu vô cùng ý nghĩa dành cho cả hai đội bóng cũng như tất cả mọi thành viên của hai bên. Trận đấu này sẽ được live phát trực tiếp và tất cả những điều kiện cho hình ảnh sẽ được lan tỏa trong ngày mừng sinh nhật của phố Quân và đoàn và FC Cố Đô. TD Studio sẽ đồng hành với tất cả những diễn biến không khí của trận đấu mừng sinh nhật này và chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với những diễn biến của hiệp đấu thứ nhất. Như vậy ở hiệp 1, các cầu thủ Cố Đô FC họ giao bóng trước và phần sân họ sẽ bảo vệ, đó là khung thành bên phía tay phải. Trang phục thi đấu của FC Cố Đô đó là trang phục áo màu xanh lục và quần đen. Đối với các cầu thủ phố Quân, họ thi đấu trong màu áo của Barca, áo đỏ đô và màu tím phối hợp. Những con người và những cái tên đã có một quãng đường đồng hành với nhau là 8 năm quá tuyệt vời cho một tập thể, một đội bóng với những con người chung sở thích và đam mê để cùng nhau tạo ra những buổi chiều vô cùng ý nghĩa. Bóng đá luôn đem lại cho ông ta những điều tuyệt vời nhất, rèn luyện sức khỏe và kết nối tinh thần của anh em. Và những gì đã diễn ra của chặng đường 8 năm qua, có lẽ tất cả lúc này những thành viên trong tập thể của phố Quân và FC Cô Đô chúng ta đã quá hiểu những điều mà các thành viên trong một tập thể dành cho nhau. Đội hình xuất phát của hai bên với những cái tên rất quen thuộc, chúng tôi sẽ được giới thiệu để chúng ta sẽ nhớ rõ hơn và sẽ cập nhật từng những diễn biến mà các thủ sẽ thể hiện trong trận đấu mừng sinh nhật của chính mình. Thủ môn bên phía FC Cô Đô là Trình Đạt, hiệp mắc gai số 19. Trung xe đạp số 6, trung bấm số 66. Xuân Trung đang đảm nhiệm vị trí trung vệ, xin lỗi quý vị, hậu vệ bên phía cánh phải mang số 8. Quân Côn số 22, đội trưởng Hoàng Kiên. Bên phía đội bóng phố Quân, dẫn giữ khung thành là thủ môn Tiến Đạt, Tuấn Phạm số 13, Lâm Poro số 99, Yếu Em báo số 2, Bình Đức số 4, Yếu Giang số 11 và Trung 700 báo số 8. Rất nhanh,
đã có được bàn thắng đến từ một pha phối hợp đá biên quá nhanh khiến cho hệ thống phòng ngự bên phía Phú Uôn không thể chống đỡ và không có bất cứ một động tác nào ngăn cản, bởi lẽ nó đã diễn ra quá nhanh. Trung Bập là người đã thực hiện pha đá biên rất tốt, chính xác cho vị trí của Trung Xe Đạp. Có một tình huống xử lý cực kỳ nhanh để đem lại lợi thế ngay ở diễn biến đầu tiên trong một trận đấu mừng sinh nhật của cả hai đội bóng. Thì bàn thắng xuất hiện sớm nó không khác gì một món quà mà chúng ta đang được cảm nhận là rất tuyệt vời. Hoàng Kiên, Trung 700, Hiếu Giang rất tốt, vào đùi cánh quả người, nỗ lực của Lâm Pro căng ngang, không có bất cứ một điểm chạm nào phía trong. Giật thay Hoàng Kiên, hai đội đang thi đấu với tinh thần cởi mở ngay từ đầu và đây chắc chắn sẽ là một tinh thần sẽ thể hiện xuyên suốt cho diễn biến của trận đấu này. Xuân Trung, Hoàng Kiên đã có tình huống va chạm. Hoàng Kiên đã bị thổi phạt, xin lỗi quý vị, đã bị đối phương phạm lỗi và trọng tài ngay lập tức đã cắt còi. Một tình huống phá trượt bóng đến từ hậu vệ số 13, đó là Tuấn Phạm. Đây sẽ là một khoảng cách vô cùng thuận lợi cho các thủ áo xanh, họ đang có lợi thế dẫn bàn và lúc này lại là một tình huống cố định ngay sát với khu vòng cấm của đối bạn. Ở trận đấu này thì hai đội bóng đã thống nhất đội bóng nào giành chiến thắng sẽ nhận được chiếc cúp. Và lúc này đây ở phía ngoài thì chiếc cúp đã được hiện diện trước mặt tất cả mọi người chúng ta. Chắc chắn sẽ là một tình huống rất nguy hiểm về phía khung thành của Tiến Đạt. Không được. Thưa quý vị, một thông tin nữa mà chúng tôi cũng mới cập nhật được. Ngày hôm nay là ngày 15, là ngày chính thức thành lập một trong hai đội bóng mà chúng tôi chưa xác minh một cách cụ thể. Nhưng dù sao cũng là một tháng tuyệt vời cho tập thể của hai đội bóng. Họ cùng sinh nhật với tuổi thọ và thời gian bằng nhau, đó là con số 8 năm. Một đội bóng sinh nhật ngày 15 tháng 10 và một đội bóng sinh nhật vào ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 đều là những ngày rất ý nghĩa đối với tập thể của hai đội bóng chúng ta đang được theo dõi trận đấu ở hiệp 1 này. Trung 700, Tiến Đạt, Lâm Pro. Trong năm gần đây thì bóng đá Phủ Ninh Bình với những sự phát triển thay đổi một cách rõ nét, chúng ta thấy được rất nhiều tập thể gắn kết và thậm chí có những đội bóng thời gian thành lập và sinh hoạt lên tới hơn 10 năm. Đó luôn là những chặng đường đánh dấu sự gắn kết quá tuyệt vời của một tập thể. Phố Quân và FC Cố Đô không lại gì nhau khi họ vừa bước ra tại giải bóng đá Cúp Cố Đô kép lại cái đây không lâu. Tại giải đấu mà chúng tôi vừa nêu lên thì FC Cố Đô cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc, ở bằng điểm với đội bóng xếp thứ 2 nhưng kém về hiệu số. Nhưng dù sao đó cũng là một giải đấu ấn tượng mà các thủ FC Cố Đô họ đã có được trong một hành trình là rất khó khăn.
Ngày hôm nay thời tiết đã có những sự thay đổi. Nó diễn ra vào buổi trưa khi mà trời bất ngờ đổ mưa. Cơn mưa kéo dài khoảng hơn 2 giờ đồng hồ. Và ngay lúc này chúng ta cảm nhận được cái sự trong lành của tiết trời thu khi có mưa. Điều kiện sân thi đấu dành cho hai đội bóng ngay ở những viễn đầu tiên là hơi trơn một chút, nhưng có lẽ nó không quá quan trọng bằng tinh thần lúc này của hai đội đang thể hiện. Đây là Xuân Trung, một cầu thủ khi thi đấu đeo kính của một cán bộ. Xuân Trung cũng là một trong những thành viên rất gắn bó với tập thể của FC Cố Đô trong những năm vừa qua. Đây có thể gọi là một người luôn nỗ lực cống hiến cho tập thể đội bóng cùng với tất cả những thành viên để tạo ra màu sắc của FC Cố Đô trong một quãng thời gian là rất dài. Phối hợp thế trận rõ ràng lúc này đang nhỉnh hơn dành cho đội bóng áo xanh. Vừa rồi là một tình huống phối hợp và có cơ hội dứt điểm của cầu thủ bên hành lang cánh trái. Trúng 700, rất nguy hiểm. Một tình huống hơi chần chừ của cầu thủ mã số 8 ở một vị trí chốt chặn. Nhưng đó là một tình huống xử lý, nếu như đối phương lấy bóng thuận lợi thì mọi chuyện đều sẽ rất khó lường. Với cái tên FC Cố Đô mang hơi hướng của đội bóng lịch sử. Phối hợp rất chính xác, không vào. Cơ hội đang xuất hiện nhiều hơn khi mà các thủ áo xanh đang cho thấy được khả năng phối hợp nhóm để tấn công là chính xác. Trung bấp, điều bóng xuống dưới, Trung xe đạp. Sự cống hiến của Trung xe đạp qua mỗi trận đấu là đều rất ấn tượng và đáng ghi nhận. Đây có thể coi là cầu thủ quan trọng nhất trong sơ đồ đội hình của đội bóng áo xanh. Một mẫu cầu thủ chăm chỉ và cần cù, đúng như công việc của chàng trai này đang lao động. Đó là sự tỉ mỉ và sự chịu khó nhất định. Minh Đức, thời phong độ thì Minh Đức được đánh giá là một mẫu tiền vệ nhỏ con, sở hữu kỹ năng đi bóng vô cùng lắt léo. Thời lứa tuổi U thì Minh Đức luôn được tuyển chọn trong đội bóng khu vực Hoa Lư để thi đấu các giải đấu lớn nhỏ trong huyện cũng như của tỉnh Ninh Bình. Minh Đức, Hoàng Kiên, tình huống cắt bóng chính xác. Lốt cứng của cả hai đội bóng chúng ta đều tại sân Đông Anh Khoa. Rất hiếm khi trong một tuần chúng ta đến với trung tâm Anh Khoa lại không thấy một trong hai đội bóng sinh hoạt thường xuyên ở các buổi chiều. Sự chính xác đến từ pha vừa rồi, trúng 700, không thể tạo ra được pha dứt điểm nguy hiểm. Nhìn chung tốc độ lúc này là trung bình, hai đội vẫn đang thi đấu một cách nhẹ nhàng và mong muốn tạo ra những không khí vui tươi nhất cho một trận đấu mừng sinh nhật của mình. Kết quả trong trận đấu này nó không nói lên quá nhiều điều. Vấn đề là tinh thần, vấn đề là đội bóng nào sẽ thể hiện ấn tượng hơn trong trận đấu mừng sinh nhật của mình mà thôi. Và chiếc cúp sẽ được dành cho những sự nỗ lực và một trận đấu thành công cho tập thể đó. Rất thay, Hoàng Kiên và chuyền bóng qua hai chân, trúng bóp, dứt điểm. Vẫn là những tình huống phối hợp nhịp nhàng, nhưng khâu dứt điểm cho đến lúc này của các chân sút bên phía Cố Đô FC họ thực hiện chưa quá tốt. Rất xoáy,
Một pha sửa lòng trong rất cuộn của cầu thủ báo số 13. Quá đơn giản, không vào. Một tình huống chúng tôi có cảm giác như Quân Cùn không thực sự chủ động trong pha ập vào để nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội. Vẫn biết là số 22 vừa rồi cũng đã chịu tác động đến từ một hậu vệ của đôi bạn, nhưng nếu như quyết tâm và tỉnh táo hơn thì vừa rồi Quân Cùn hoàn toàn có thể tiếp được bóng để tạo ra tình huống ghi bàn tiếp theo. Rất nhanh, lại là bóng lên trời. Đang có một sự vội vàng nhất định đến từ những khâu dứt điểm bên phía các thủ cố đô. Hiểu rằng tất nhiên thì Bắc Gai đủ kinh nghiệm để ngăn chặn pha đi bóng như vừa rồi của số 11. Có sự thay đổi người đầu tiên. Số 13 với một cái tên và một bước chạy khá eo là, đó là Đô La. Chúng sẽ đạp đường chuyền điểm rơi, không được. Một tình huống xử lý chuyền bóng mang đầy chất nghệ sĩ của Chung Xe Đạp. Minh Đức và trả bóng lại tiếp tục cho Minh Đức. Sẽ có tình huống phạt góc. Trọng tài xác định chỉ có một tình huống phạt góc tiếp theo cho các thủ phố quân. Phản công Hoàng Kiên. Đô La. Nguy hiểm. Một tình huống nỗ lực đưa bóng vào khá bất ngờ của Minh Đức. Vẫn còn. Hiểu rằng. Bấm bóng. Có lẽ thiệt thòi của Minh Đức đó là chiều cao, vừa rồi không thể có được pha đánh đầu thuận lợi. Trùng bóp rất chủ động để di chuyển vị trí thuận lợi để nhận tình huống bóng vừa rồi. Không có đồng đội phía trong. Xem về mặt con người và đẳng cấp, hai đội gần như là cân bằng. Chúng ta cùng chờ đợi kết quả ở cuối trận đấu. Như vậy, theo như đăng ký ban đầu thì Trình Đạt sẽ là người đảm nhiệm vị trí thủ môn. Nhưng đã có sự thay đổi ở những giây cuối cùng, khi mà lúc này người đang bảo vệ khung thành bên phía đội bóng áo xanh là Tùng Vệ. Tiến Đạt. Rất hay, Đô La. Đô La và Xuân Trung đang là hai cầu thủ của hai bên thi đấu và đeo kính. Trung bóp. Bóng lại đi ra ngoài. Lực sút là có thừa nhưng sự chính xác vẫn chưa tới với những pha dứt điểm. Có lẽ đó là lần thứ 3 của Trung bóp. Bàn thắng duy nhất lúc này của hiệp một trận đấu vẫn đang thuộc về số 6 Trung Xe Đạp. Tuấn Phạm. Tiến Đạt. Rất chính xác. Đô La không quan sát phía sau.
Xuân Trung không phải trung xe đạp, rất mềm mại, và đây là cơ hội dành cho Trung Bốp. Phản công, đường truyền đã bị bắt bài, yếu rằng bóng hơi trơn khiến cho tình huống xử lý giật bóng vừa rồi của yếu rằng không tốt. Trung Bốp với lối chơi nhiệt tình của Trung Bốp thì cầu thủ này có lẽ chỉ cần cải thiện về mặt tinh tế một chút nữa thôi thì chắc chắn sẽ là một cầu thủ chơi rất đa dạng và khó chịu. Trung Bốp luôn chơi cống hiến và nền tảng thể lực là rất ổn định. Hoàng Kiên rất nhanh, vẫn là Hoàng Kiên, xử lý hơi rườm rà. Trung 700, trận đấu vẫn tiếp tục. Minh Đức có thể dứt điểm. Đó là đường chuyền không vào, cú sút vẫn còn là hơi hiền. Đánh đầu vẫn không vào, phản xạ bằng cánh tay của Tùng Vệ vừa rồi có thể coi là đó là một tình huống cứu thua. Cú đánh đầu rất nhanh, bóng cũng đi vào một góc là khó, nhưng phản xạ tốt vừa rồi của Tùng Vệ đã khước từ pha đánh đầu đó của đối phương. Trận đấu đang được hai đội đẩy cao tốc độ hơn một chút, và đó là lý do mà quý vị khán giả lúc này chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi sẽ xuất hiện bàn thắng tiếp theo ngay trong hiệp 1. Trung 700, Minh Đức. Tiến Đạt. Minh Đức. Đô La, vẫn là Đô La. Phối hợp không có cơ hội dứt điểm. Đô La rất nhanh, đường truyền lên hơi mạnh. Bình Đức, tình huống ngăn cản chính xác vừa đủ của trung xe đạp. Bằng lên, đó là một tình huống bật cao của trung 700, cầu thủ sở hữu chiều cao và thể hình tốt nhất trên sân lúc này. Như vậy bên phía Phú Quân vừa có sự điều chỉnh tiếp theo. Minh Đức rời sân, lại là một cầu thủ đeo kính nữa vừa được đưa vào. Hai sự thay đổi người bên phía Phú Quân đều sử dụng những cầu thủ đeo kính thi đấu. Và người vào sân đó là Khánh Milo. Không được. Có lẽ rất có thể sau trận đấu mừng sinh nhật này thì hai đội bóng cũng sẽ tạo ra một chương trình ẩm thực. Đây chắc chắn sẽ là một buổi tối vô cùng ý nghĩa cho các thành viên của hai đội bóng. Trung xe đạp, tình huống bỏ bóng. Tùng Vệ, bóng vẫn chưa được triển khai lên trên. Quân Côn, đường truyền một chạm rất nhạy cảm và chính xác, nhưng sau đó thì trung xe đạp đã tạo ra một pha tạt bóng vào trong không tốt, bóng đã đi vòng ra phía sau xa ngang. Trước đó thì Xuân Trung, cầu thủ đeo kính duy nhất bên phía Cô Đô FC,
đã có một tình huống chuyền bóng sống một chạm rất nhạy cảm. Trung 700 chưa có tiếng gọi, có lẽ trọng tài xác định chưa đủ để có thể thổi phạt đối với cầu thủ bên phía phố quân. Xin lỗi quý vị, bên phía Cố Độ. Lỡ nhịp mất rồi. Hiểu rằng vừa rồi đã có một nhịp đó là lùi về. Trung bấp. Hiểu rằng. Tình huống tạo ra của Hiểu rằng là bất ngờ. Nhưng Tùng Vệ vẫn đang cảnh giác với những tình huống đó. Đánh đầu. Lần này thì cú đánh đầu đã thành công, nhưng đáng tiếc là bóng đi cao hơn so với xà ngang. Vẫn là Xuân Trung, người luôn được nhắm tới trong tình huống bóng bổng của phố Uôn. Xuân Trung. Khoảng 2/3 thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất. Chúng ta còn khoảng hơn 10 phút nữa. Xuân Trung. Quân Côn. Đẩy bóng rất nhanh. Hiếu Giang. Không được. Tình huống đánh chặn rất tốt của cầu thủ, có lẽ đó là Xuân Trung chăng. Đó là một tình huống rất nhanh và chúng tôi đã bị che khuất bởi chiếc cúp ở phía ngoài. Xuân Trung hay Hiệp Bắc Gai đã xuất hiện chính xác trong tình huống ngăn cản pha đẩy bóng xuống vừa rồi của số 11. Điển Đạt. Bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của các thủ phố quân. Đây là Tuấn Phạm. Động tác giả rất khéo Tuấn Phạm. Không được. Trung 700 vừa rồi muốn thực hiện động tác giật gót theo bài, nhưng đáng tiếc ở phía dưới không có quá nhiều những sự hỗ trợ đến từ các vị trí của đồng đội. Tùng Vệ. Đô La. Không được. Cú ra chân để khống chế bóng trên không vừa rồi của Hoàng Kiên khá đáng tiếc, khi đó là một tình huống khống chế bóng không thành công. Không kịp, bóng đã hơi vòng ra phía ngoài. Địa trung vẫn đang là một thế trận tương đối chặt chẽ của hai bên. Bóng chiếu lăn ở khu vực phía giữa. Những cơ hội tấn công rõ nét chưa xuất hiện nhiều. Xét về khâu dứt điểm thì rõ ràng Cố Đồ họ đang có nhiều những tình huống dứt điểm hơn, nhưng sự chính xác là chưa quá nhiều. Rất chắc tay. Xin được chuyển lời bà xã của Khánh Milo
nhắn tới cầu thủ số 19. Trận đấu sinh nhật không ghi bàn thắng thì đêm nay không cần phải về nhà nữa. Không được. Một tình huống pha bóng giật mình của Quân Cùn. Khánh Milo, bà xã đã giao nhiệm vụ cho Khánh Milo là phải ghi bàn. Không được. Bóng trôi khiến cho Tô La không thể cứu được tình huống bóng vừa rồi. Sắp tới thì người hâm mộ bóng đá Ninh Bình sẽ được chứng kiến những cầu thủ của đội tuyển quốc gia sẽ chạy trên sân thể thao của Ninh Bình chúng ta. Đó là một niềm vui rất lớn dành cho giới hâm mộ Ninh Bình khi bóng đá chuyên nghiệp đã không tồn tại ở vùng đất cố đô Ninh Bình chúng ta trong quãng một thời gian là khá dài rồi, đã hơn 10 năm. Khi mà đội bóng xi măng Svitsai Vinakasai đã giải thể, đó là một sự hụt trận đáng tiếc của người hâm mộ bóng đá Ninh Bình. Nhưng lúc này bóng đá chuyên nghiệp sẽ trở lại ở dạy hàng nhất khi chúng ta có đội bóng mang tên quê hương. Trên các trang báo mạng thể thao vừa qua thì đội bóng Ninh Bình của chúng ta, đội bóng mới tại giải V-League, đang nhận được rất nhiều những sự quan tâm của giới bộ cả nước. Nếu như đội bóng hạng nhất của chúng ta thành công thì có lẽ sẽ là một điều rất tuyệt vời dành cho những người hâm mộ. Và chúng ta cũng dành những tình cảm để cảm ơn tới những nhà đầu tư. Xuân Trung. Hiệp Bắc Hải. Rất hay. Tình huống chủ động. Rất chính xác. Quân Côn. Hơi mạnh và không chính xác vào trong. Đó là tình huống đẩy bóng của Xuân, của Quân Cùn. Rất đắt léo. Khánh Milo, Khánh Milo hiểu rằng không được. Hiểu rằng đang tự trách mình với cội vừa rồi mảnh đá tạo ra. Bóng đá rất gần với mảnh lưới của Tùng Vệ. Hiểu rằng đã đệm lòng đưa bóng vọt xa. Một tình huống mà chúng ta gần như có thể coi là đá ra ngoài còn khó hơn là đá vào trong. Rất hợp lý. Đối mà không vào. Chúng tôi vẫn chưa thấy được sự quyết đoán trong những còi dứt điểm của các chân sút bên phía cố đô. Không thiếu những còi. Đến giờ phút này chúng tôi nhẩm đếm không dưới 5-6 cội mà các thủ cố đô đã dứt điểm không chính xác. Cho dù là họ đã có bàn thắng dẫn trước và đang có được lợi thế. Vẫn biết đây chỉ là một trận đấu mang tính chất giao hảo để hướng tới nội dung chính của ngày hôm nay. Đó là sự kiện mừng sinh nhật 8 năm của cả hai đội bóng. Nhưng dù sao thì những cơ hội mà chúng ta tạo ra nhưng không kết thúc thành bàn, đó sẽ luôn là những sự đối tiếc. Hiểu rằng giật gót rất nhanh. Không được. Có lẽ sau lời nhắn nhủ của bà xã ở nhà đang theo dõi trên này thì Khánh Milo đang cho thấy sự quyết tâm lớn hơn. Tiếp tục là Khánh Milo. Dứt điểm không vào. Vẫn còn, cuối cùng thì bàn thắng cũng đã, bóng cũng đã chịu vào, bay vào lưới của Tùng Vệ. Rất có thể người đã có tình huống tỉa bóng vừa rồi
Xuân Trung và một cầu thủ nữa, nhưng có lẽ Xuân Trung không phải là người chạm bóng cuối cùng. Tình huống diễn ra rất nhanh. Như vậy trọng tài đã nổi còi khép lại hiệp thi đấu đầu tiên. Kết quả của hiệp 1 là 1 đều. Bàn thắng cân bằng tỷ số của các thủ phố quân đến ở những diễn biến giây cuối cùng